Trời ơi, em trở lại video sáng hôm nay. Kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em về được bày trại bò ba bê bò em liên tục về trại gồm có ba bê, thì chiều nay về một xe nữa. Và cô chú anh chị gần xa giờ tính bò đánh trại xem tham khảo, xem xét chuồng chốt bò có xe nhà ship tận nơi cho anh chị á, thì trực tiếp xuống một xe bò ba bê hoặc trực tiếp xuống trại. Thì ở xa không có điều kiện thời gian đến với trại, tại bò em nhận qua Zalo cho anh chị xem biết chốt á. Nguyên cái lô bò ba bê về rất là đẹp luôn, giá rất là mềm. Nãy em giờ liên tục về trại anh chị, giờ về một xe rồi chiều nay về một xe nữa, còn có ba bê ha. Thấy cái giá thì trong năm thì thấy giá cũng bình ổn, không có lên anh chị, giá rất là mềm luôn. Còn ăn Tết rồi giá mình chưa biết sao ha, bây giờ giá rất là mềm. Anh chị có thời gian đến với trại xem chốt cặp hay cặp em cũng ship tận nơi cho anh chị luôn ha. Dùng cái lên lúc này luôn. Vô đây, bò bự chờ quá. Đi sáng xuống luôn. Lên trên đạp xuống. Trên đạp xuống. Trời ơi. Ghê. Vậy á. Nó bò lực không à. Bò lực kìa, thấy ghê không? Thấy ghê không? Quá tài luôn.
ơi. Ô. Cao đó. 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 Cao đó.